Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mod Game nha. Thì hôm nay đến với kênh Mod Game, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái game phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn và gây cấn nha các bạn. Thì cái game này thuộc thể loại kinh dị nên mình khuyến cáo các bạn nào không yếu tim hãy chơi game này nhé. Thì chúng ta sẽ rơi vào một cái căn nhà quan và tìm đường để thoát ra căn nhà này. Đó, thì mình vào là mình sẽ lượm được một cái đèn. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm đường mở những cái cánh cửa này và để thoát ra. Trong khi mà các bạn tìm đường thoát ra thì các bạn sẽ gặp được những điều bất ngờ. Và khi gặp được những điều bất ngờ đó, các bạn phải làm sao nhanh nhất để chạy trốn ha. Chạy trốn thoát những cái điều bất ngờ đó thì các bạn mới qua được mà ha. Thì cái game phải nói là cực kỳ hấp dẫn và gây cấn. Cũng như là không kém phần hồi hộp. Mời các bạn download về để trải nghiệm. Thì nếu thấy game hấp dẫn hay, xin cho mình một like cũng như đăng ký kênh để mình có động thêm động lực chia sẻ nhiều game hay đến cho các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến kênh. Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa nha.